Cũng cần nói sơ sơ. Hello. Dạ. Hello. Anh nói dễ thương. Vậy là sao đâu? Nói tiếng Anh đi má. Em hỏi thấy dễ thương không cái gì nè. Bởi vì anh không hiểu đó. Dạ. Do you know how to play this game? Gần đầu là hiểu mọi cái đó. Dạ, dạ, dạ. Anh cầm hai cái tay nó xe vậy là sao ta? Anh kêu tới không? Anh xe xe vậy là em sao ta? What do you want? What? Nó. Đó, cái tay móc đó chị. Chết rồi. Sao chị tới anh đưa nguyên cái cầm gai luôn ta? Cái sai chị là một cầm luôn hả? I don't know that. What do you want? What do you want? Đó, anh vẫn muốn muốn chị xuống. Trời ơi. Ok, she will come to you. Tự nhiên mày xếp tay đọc luôn vậy. Yeah. Đó, anh vô tay làm chào chị tới đó, anh mời chị xài vô đồng á. Vô đi chị nhào vô đi, lẹ lên. Trời ơi. Dạ dạ, ok, em xếp con vô sát thủ xuống. Dạ. Dạ xuống đi má. Why hot for you? So hot. Yeah. Mày ôm giùm ta đi. Yeah, tao ôm chồng bánh. She will come to you. And you go with her to the hotel. Anh làm cái gì? Yeah. Do you want us give you the ticket? I know. Còn ghé không? Đó, đúng rồi. Trời ơi, nay mặc cái áo mà lằn lằn như cái giò thủ vậy má. Dễ thương. Yeah. Rồi, vẽ bên đây giùm em cho chị My Nguyễn luôn ạ. My Nguyễn gì luôn anh tả giùm em ạ. I thấy no gift. Ông tưởng nó mình đặng không? Yeah. Đặng đi chị, đặng đi, đặng thì chị lỗ thôi. Yeah. Yeah, she give you. It's enough to go to Israel behind the curtain. Nói gì vậy? Yeah, of course, yeah. Nói gì vậy? I'm quick. Tự nhiên cái hướng dẫn ông chơi cái lỗ 4 vé. Yeah, yeah, congratulations, yeah. Yeah, lỗ chọc đầu. Yeah. Vui rồi, tặng ta đi chạy. Ok. Tặng vé thôi, lỡ. Yeah. I will show you how to play this game, okay? When we sing and pronounce the number. Yeah, you will use something to point on the right number in your ticket. And when you get 4 numbers in a row, you're the winner. Raise your hand and run to the stage because you're the winner. Yeah, thank you. Yeah. Tối nay chị dẫn đi khách sạn với ảnh nha. Dẫn đi. Trời. Dạ vâng, ở bên dưới chỉ còn một vài tờ lá vé của những người đẹp của chúng em thôi ạ. Mình vui lòng, mình ủng hộ. Để em xin nhanh xin lẹ trong này luôn cho quý vị. Chị My Nguyễn vẫn chưa có vé gì lộn ơi. Chị hết rồi. Vé đây nè. Dạ chị Cẩm Nhung ơi. Chị My Nguyễn ạ. Vé nè. Rồi. Kính thưa quý vị, bạn có biết giờ ai chúng ta cùng người mang sản phẩm chuẩn bị do sổ giờ vô. Nữ ca sĩ Thùy Tâm, 15, 15.
chỉnh rồi gặp lại quý vị nha. Con số dính số đầu tiên em đọc lại. Còn tôi dính cổ, tôi dính số tiếp theo 45. 45 số tiếp theo 56. 52. 53 mới và còn chờ tôi tiếp theo 52. Chồng của Kim Pha, Châu Pha mà. Chưa thấy ai mặc đồ đầm chim sa mà hèn như bả luôn. Con kìa. Mặc một cái đồ hở, cắt xẻ, táo bạo đồ đó. Đó quay qua cái đường đó. 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 Nguyên Diệu Nguyên quay về Diệu Nguyên coi. Đó, Nguyên tấp thớt luôn. Kỳ với trời thôi đó. Trời ơi. Bởi ăn mặc lố lăng thì đúng rồi. Già mất nớt. Úi trời. Nặng đi. Nặng quá hả? Nặng quá ha. Bây giờ nói sao giờ? Dây giờ nói sao cái hả giờ nói sao ý là nặng quá đổi lại cái khác rồi thôi. Sao cái thằng có từ nào cũng đã dây
quậy nó nói là già mà còn miệng thúi. Được. Ai nói miệng chị tao thúi mày? Con này hổ. Tao thúi chỗ nào? Miệng chị tao không có thúi. Mày bước ra đây. Mày hử phần nào của tao mày nói thúi? Hổ cáo. Chị ơi, phạt đó. Đúng. Phun cục cái miếng mặt tới trên. Ở chỗ. Mày chết rồi. Mày chết chị tao rồi. Chị tao là làm răng sứ mà bị uống thủy đó. Chết mày rồi. Răng sứ bị uống thủy là sao? Mày uống trong đây nè. Chị là nó thúi lắm luôn quá. Ô. Cái chân nhân của bà lại bị ngoại tử rồi. Nó thúi lắm. Trời ơi. Cái diễn tả hơi tươi thời kỳ cuối luôn nè. Bị ô còn bị mấy cái đó tao tôi mệt quá. Bây giờ quay lại đi mày hỏi. Tao hỏi là mày lấy bằng chứng đâu mày nói tao thúi? Đứng khoảng cách khoảng 1 mét được nghe bà thúi rồi. Mày gần nhất là công viên Thanh Vân chứ phải là tao. Ừ, con này bị hôi nè. Mày hắt trong nồi luôn á. Đó, mà, mày đứng gần là gần nó chứ phải gần tao, ok? Cuối cùng là ai thúi? Phi Thanh Vân thôi. Không, hai người đều thúi. Mày thơm lắm. Tất nhiên rồi. Con gái tình yêu bước ra đây với em nè. Dần tiếp đi. Hát đi chị. Thế nào? Đây thúi nha, thúi nha. Khúc này thúi nha. Đến trà chiều chị quên tắm. Không sao. Trời ơi. Trời ơi, nó tới rồi. Cái gì trời? Chúng nó tới rồi. Dặn tham là ngàn theo nó to. Người dân nào mà cũng không có tin người. Vì trong cuộc tù như tiên thủy. Ai muốn người là người và dân cao. Có 18, có 18, có 18, có 18. Anh lên nói với người, cái cô gái xinh kìa. Kể thưa quý vị, con số 18 vừa kêu qua đã có anh chàng may mắn trước tủ đi ra bên dưới khoai rồi sao bỏ tờ ghế để tôi kiểm tra nha quý vị. Rồi, ra đi em, ra tiếp anh em. Hello. Hi. Anh là người gì? Ủa? Mày hỏi cái câu gì không đi vậy? Hai đọc giải nữa mà. Nhớ tôi đúng không à? Ghế ơi, phải em lên nào. 3, 0, 4, 7. 3047 hợp lệ.